Hello, chào mừng tất cả mọi người, chúng ta đến với trận đấu quyết định trận đấu thứ 5 vòng bán kết giải cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp toàn quốc giữa Bắc Giang và Bộ Công an. Phía gần màn hình là cặp đôi Đào Khánh Linh và Phương Mai của Bộ Công an, và đối thủ của họ là cặp đôi Vân Anh và Ngọc Lan của Bắc Giang. Điểm số đang là 2-2 trong trận đấu thứ nhất. Điểm số 3-2 Vân Anh giao cầu. 4-2 cho Bắc Giang. Đây là trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định. Thành tích đối đầu giữa Bắc Giang và Bộ Công an đang là 2-2. Cản cầu rất hay. Điểm số 5-2 cho Bắc Giang. Trong trận đấu này thì Hùng đánh giá cặp đôi của Bắc Giang mạnh hơn. Vẫn cứu được. Vẫn còn. Bắc Giang đánh bao chân quá kín. Hai. Vẫn thủ được. Tốt thật. Điểm số 7-2 cho Bắc Giang. Bộ Công an đang hay rồi, Bắc Giang còn hay hơn. Trận đấu thứ nhất điểm số 7-2 cho Bắc Giang. Vân Anh điểm 8-3. Số 9-3 cho Bắc Giang rồi. Không hiểu ý nhau của hai vận động viên Bộ Công an. 13. Rất
tốt ở điểm 40 cho Bộ Công an. Rất hay, vẫn còn, vẫn rất cố gắng. 50 cho Bộ Công an. Điểm số 8-12 Bộ Công an. Yeah.
biển số 10-16 của Công an Giao Cầu. Số 13-20. Thank you.
Vân Thu ạ. Ngày 19 cho cặp đôi của Bắc Giang. Tiếc quá, tiếc quá. Ta đến với trận đấu thứ hai, trận đấu thứ năm, trận đấu quyết định, trận bán kết đồng đội giữa Bộ Công an và Bắc Giang. Đấu tốt từ Khánh Linh, điểm số 1-0 cho Bộ Công an. Bài Bắc Giang vừa đánh đầu cầu. Điểm
rất cố gắng. Vẫn qua. Điểm số 7 đều. Đội Văn Giang muốn thắng trận này rất vất vả. Điểm số 11-8 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ hai.
Và tiếp tục với xét đấu thứ hai, trận đấu thứ năm giữa Bắc Giang và Công An. Tỷ số là 11-8 của Bắc Giang. Tỷ số rất bền từ trận này, 12-8. Ok, điểm số 18-8 cho Bắc Giang rồi, rất nhanh chóng. Cầu không qua lưới, 9-18 cho Bộ Công an. Đến từ Quảng Ninh, điểm số 19-10 cho Bắc Giang. Số kết thúc trận đấu cho cặp đôi của Bắc Giang, chỉ một điểm số nữa thôi. Đội tuyển cầu lông của Bắc Giang sẽ vào trận chung kết gặp Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày mai lúc 8:30, ngày mùng 4/7/2020. Xin chúc mừng Bắc Giang từ tháng 3-2 trước Bộ Công an. Đây là trận đấu cuối cùng rồi. Xin chào hẹn gặp lại mọi người vào live stream ngày mai vào lúc 8:30 trên trang Facebook Sport Hùng Badminton. Ngày mai tức là ngày mùng 4/7 đấy ạ. Cảm ơn rất nhiều.